Và hôm nay có một sự kiện vô cùng đặc biệt tại Doctor Whisky, chính là chúng tôi sẽ tổ chức những cái buổi Whisky 101. Khi mà tôi muốn lan tỏa, muốn truyền đi cái kiến thức mà tôi đã tích lũy được trong vòng 10 năm trong ngành Whisky này, và tôi muốn tạo ra một cái sân chơi, một cái khóa học mà ai cũng có thể tham dự được. Vậy nên cái giá thành để tham gia những cái buổi như này thì thường được để mức rất là hợp lý. Bởi vì tôi quan niệm rằng là Whisky kiến thức cho đi thì sẽ là còn mãi. Và ngày hôm nay thì như bạn thấy rằng tôi đang set up một cái bàn dành cho 7 vị khách ngày hôm nay. Thì 7 khách ngày hôm nay khi họ tới thì họ sẽ được trải nghiệm 3 loại rượu whisky khác nhau. Đó chính là một chai Lex No 7 này, chai Lex Equinox và một chai Magnum 2 Sherry. Và trong vòng 1 tiếng tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về các cái khía cạnh của whisky theo một cách rất là cơ bản, rất là khoa học, và ưu tiên nhất chính là phải dễ hiểu. Và nếu bạn hứng thú với những buổi này thì theo dõi ở trên fanpage thì chúng tôi sẽ công bố và sẽ hướng dẫn cách để bạn có thể tham gia vào những buổi workshop như này. Một điểm chung của ba loại rượu ngày hôm nay ấy, đó chính là toàn là sherry. Nhưng mà sherry này thì có sherry này và sherry khác. Không phải sherry nào cũng giống nhau, và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong cái buổi ngày hôm nay. Ngoài ra nữa thì khi mà kết hợp với cả whisky ấy, thì chúng ta có thể là uống lít này, hoặc chúng ta có thể uống với nước, hoặc là chúng ta có thể uống kèm cả đồ ăn. Thì tôi đã chuẩn bị một số loại đồ ăn ở đây, là chúng ta có sô cô la này, chúng ta có cranberry khô. Đó là hai cái thứ mà tôi nghĩ rằng rất dễ để có thể kết hợp với cả whisky. Đây, cranberry khô. Cranberry tiếng Việt là gì nhỉ? Không biết là tiếng Việt gọi gì, mà cranberry khô. Tránh cái chuyện là lên vô phát là xong. Thì whisky nó cần phải được thử, có thời gian để ngẫm nghĩ và trải nghiệm nó, thấm dần thì nó không thể ào ào. Cuối cùng dù có nói hay đến mấy mà cầm một đêm khi ức phát là cũng chẳng còn giá trị. Nói rất là yêu cái whisky này, như kiểu cung cấp rất nhiều kiến thức. Thực ra thì anh xem hết tất cả đã xem lấy rồi, nhưng mà anh có như vừa ôn lại bài. Bởi vì anh cảm nhận được cái niềm đam mê rất là mãnh liệt với whisky của em, và em lan tỏa được cho mọi người để có thể là giao lưu chia sẻ những kiến thức mà đôi khi chúng ta hơi bị một cái gì đó nó hơi hình thức quá này, rượu phải đắt tiền này, rượu là phải thế này, là phải thế kia, và chúng ta chưa thực sự hiểu về giá trị của nó. Trong cái buổi này thì anh cũng có được những kiến thức nó cụ thể hơn đấy, ví dụ như là từ body chẳng hạn, anh nghe rất là nhiều nhưng anh vẫn chưa hiểu được, cảm nhận được thế nào là body. Vẫn chưa hiểu đấy. Anh vẫn thắc mắc cái từ đó, chưa hiểu thế nào là body. Đấy, rồi những cái mùi hương vân vân. Thế nhưng mà hôm nay thì mình có những kiến thức nó thực tế hơn, và nó sẽ giúp cho cái quá trình mình thưởng thức những cái chai rượu whisky của mình nó sẽ ý nghĩa hơn, mình sẽ cảm thấy nó hay ho hơn. Hơn là cái kiểu là jojo đấy như anh nói. Dạ, em thì là dân kỹ thuật. Thành ra là em cũng rất thích những cái gì mà nó mang tính chiều sâu hơn là nó chỉ là vẻ bề ngoài, vẻ kiến thức. Khi mà mình thưởng thức một ly whisky cho em, kiểu sau này khi mà em có cơ hội nhiều hơn để thưởng thức whisky thì nó cũng là một cái kinh nghiệm của mình. Hôm nay thì mình cũng sắp xếp một cái bàn tròn như này, mọi người ngồi tròn với nhau thì em thực sự thấy là nó, cái không gian nó rất là kiểu gần gũi, nó không bị kiểu formal quá. Ban đầu em cứ hình dung trong đầu là kiểu mỗi người sẽ có một cái bàn riêng á. Đúng rồi, kiểu như vậy. Nhưng mà để chuyên cho như thế này, ngồi trao đổi các thứ với nhau thì hiện nay anh thấy miền Bắc là chắc là có đang thôi. Thì cũng rất là giống với các anh em ở đây, rằng là chúng ta đấy, đàn ông cả ra từ bé lớn chúng ta chỉ đổi đồ chơi thôi. Bé chơi súng nhân, chúng ta chơi xì gà, chơi như thế này. Thì em đang là một người mà tạo được cái niềm cảm hứng đấy rất nhiều cho anh em, cách uống rượu, cách văn minh, thưởng thức một cái văn minh thì anh rất hy vọng là đang có thể phát triển thêm nữa.